lập báo cáo kiểm soát dòng tiền có vai trò như thế nào trong công tác quản trị chi phí, quản trị tài chính của một doanh nghiệp. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Phân tích Tài chính cùng với tôi Lưu Mạnh Thắng. Trong thời gian vừa qua thì tôi nhận được các câu hỏi của các bạn hỏi về việc là khi chúng ta lập một cái báo cáo kiểm soát dòng tiền thì cái báo cáo kiểm soát dòng tiền này nó hỗ trợ gì cho chúng ta, nó có cái tác dụng gì trong cái hoạt động quản trị chi phí, trong hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn có 5 cái nguyên tắc sau đây, 5 cái vai trò sau đây đối với một cái báo cáo quản trị để giúp cho chúng ta giải quyết được cái bài toán về quản trị chi phí, quản trị tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Thì cái việc đầu tiên, cái báo cáo kiểm soát dòng tiền của chúng ta nó sẽ là một cái sản phẩm, nó sẽ là một cái công cụ để chúng ta có thể kiểm soát được các hoạt động chi tiêu trong doanh nghiệp của chúng ta. Chi tiêu ở đây là chi tiêu bằng tiền mặt, tức là những cái khoản chi phí và chi ra, những dòng tiền chúng ta chi ra và dòng tiền chúng ta thu vào, thì đó gọi là kiểm soát chi tiêu, tức là tất cả những cái khoản gì chúng ta chi ra, trả tiền chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, cũng như phải trả các cái khoản công nợ đến hạn đối với các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các tổ chức tín dụng, trả các cái khoản tiền lãi vay nếu có từ các cái khoản mục mà chúng ta đi vay từ các tổ chức tín dụng. Thì tất cả những khoản tiền, số tiền mà chúng ta bỏ ra, chúng ta chi ra bằng tiền mặt và chúng ta thu vào bằng tiền mặt, thì đó chính là kiểm soát cái chi tiêu của chúng ta, và đó là cái báo cáo chi tiêu. Thì cái đầu tiên đó chính là chúng ta kiểm soát được nó, tức là chúng ta có báo cáo thì chúng ta kiểm soát được, còn nếu chúng ta không có báo cáo thì chúng ta không kiểm soát được nó. Và chúng ta chỉ kiểm soát được nó khi nào chúng ta đọc cái báo cáo đó, khi nào chúng ta có cái báo cáo về cái hoạt động, về cái dòng tiền của chúng ta, thì khi đó chúng ta kiểm soát được nó. Cái điều thứ hai đó là chúng ta tối ưu được kế hoạch chi tiêu. Vậy tối ưu được kế hoạch chi tiêu có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là trong một năm tài chính thì chúng ta bao giờ chúng ta cũng sẽ lập ra cái kế hoạch của cả năm, sau đó là chúng ta lập kế hoạch quý, kế hoạch tháng và kế hoạch tuần. Trong quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ có định kỳ, chúng ta sẽ có các báo cáo về cái hoạt động thu chi của chúng ta. Và khi chúng ta báo cáo về hoạt động thu chi của chúng ta thì là một lần nữa chúng ta xem xét lại cái kế hoạch, cái bản kế hoạch của chúng ta so với cái thực tế chúng ta thực hiện, xem có cái điều gì mà trong cái kế hoạch của chúng ta nó chưa phù hợp với thực tế, thì chúng ta điều chỉnh, chúng ta tối ưu lại cái bản kế hoạch của chúng ta. Do đó cái báo cáo kiểm soát dòng tiền nó sẽ giúp cho chúng ta tối ưu được cái kế hoạch chi tiêu của chúng ta trong kỳ tiếp theo. Có nghĩa là trong cái tháng tới, trong cái tuần tới, chúng ta có những cái gì chúng ta cần tối ưu được từ cái bản kế hoạch của chúng ta thì chúng ta có thể điều chỉnh, chúng ta tối ưu để đến cái kỳ sau chúng ta thực hiện những cái công việc của chúng ta nó sát với thực tế hơn. Bởi vì cái bản kế hoạch nó càng sát với thực tế thì thực tế chúng ta làm nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ an toàn hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta. Đó là cái vai trò thứ hai. Cái vai trò thứ ba đó là chúng ta biết được cái khoản chi phí nào nó lãng phí, tức là trong cái quá trình chúng ta thực hiện việc kiểm soát dòng tiền của chúng ta, kiểm soát cái chi phí của chúng ta, kiểm soát cái các cái khoản mục chi ra của chúng ta, thì chúng ta cũng đồng thời chúng ta biết được là các khoản mục nào của chúng ta nó đang bị lãng phí. Tại sao chúng ta lại biết được các khoản mục của chúng ta nó lãng phí? Là bởi vì khi chúng ta chi ra thì chúng ta đã có những cái thông tin, khi chúng ta đọc cái báo cáo của chúng ta thì chúng ta đã có cái thông tin. Và trên thực tế khi mà chúng ta phân tích thực tế so với những gì chúng ta đang làm thì chúng ta biết được rằng à, những gì chúng ta đã bỏ tiền ra, chúng ta đã chi ra thì nó có những cái gì nó không phù hợp, nó chưa phù hợp với thực tế, và chúng ta nếu chúng ta cắt giảm được đi nó mà nó vẫn giúp cho chúng ta giải quyết được công việc thì đó là những khoản chi nó lãng phí. Lãng phí tức là những cái gì chúng ta chi ra nhưng nó không đem lại được cái hiệu quả cho chúng ta thì đó chính là lãng phí. Còn những cái gì nó đem lại được hiệu quả cho chúng ta phải chi ra thì chúng ta không coi đó là một khoản lãng phí, mà đấy là một khoản cần thiết bắt buộc chúng ta phải chi. Bởi vì nếu như chúng ta không chi ra thì chúng ta không thể giải quyết được cái vấn đề của doanh nghiệp của chúng ta. Do đó những khoản chi nào mà không cần thiết thì chúng ta cần phải có sự phân tích, đánh giá định kỳ, thì khi đó chúng ta mới có thể biết được là nó có lãng phí hay không lãng phí. Đó là cái điều thứ ba, đó là vai trò thứ ba, đó là chúng ta biết được cái khoản chi phí nào lãng phí trong quá trình chúng ta đọc và phân tích cái báo cáo kiểm soát dòng tiền. Cái điều thứ tư đó là chúng ta tối ưu được cái quản trị chi phí của chúng ta. Vậy thì tối ưu quản trị chi phí là như thế nào? Tối ưu quản trị chi phí có nghĩa rằng là trong cái quá trình chúng ta
thực hiện cái việc đọc cái báo cáo này thì tất cả các khoản mục chi phí nào của chúng ta cần phải phân tích, có cả những khoản chi ra và có những khoản không chi ra chúng ta cũng cần phải biết trong quá trình chúng ta thực hiện. Và trong quá trình chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ biết được cái khoản mục nào chúng ta cần phải gia tăng, cái khoản mục mà chúng ta cần phải cắt giảm để chúng ta tối ưu được cái chi phí của chúng ta. Thông qua cái hoạt động phân tích cái báo cáo kiểm soát dòng tiền, chúng ta một lần nữa chúng ta xem xét lại các khoản mục chi phí của chúng ta để chúng ta cắt giảm đi được những yếu tố chi phí nào không cần thiết, còn những yếu tố nào chi phí nào chúng ta cần phải gia tăng, chúng ta cần phải bổ sung thì chúng ta phải đưa vào để chúng ta tối ưu được cái hoạt động quản trị chi phí của doanh nghiệp trong cái kỳ tiếp theo. Và cuối cùng đó là chúng ta giải quyết được một cái vấn đề, đó là rất là nhiều các doanh nghiệp có lợi nhuận nhưng không có tiền. Vì lý do tại sao? Vì lý do là chúng ta chỉ mục tập trung vào mục tiêu lợi nhuận mà chúng ta quên đi một cái mục tiêu, đó là doanh nghiệp của chúng ta phải có tiền. Vì chúng ta tập trung vào lợi nhuận nên chúng ta tăng cường gia tăng doanh thu và cắt giảm các khoản mục chi phí. Đấy là một cái nguyên tắc bình thường. Nhưng trong quá trình chúng ta thực hiện, vì chúng ta không có đọc cái báo cáo kiểm soát dòng tiền, chúng ta không lập các cái báo cáo kiểm soát dòng tiền định kỳ nên dẫn đến chúng ta không nắm được trong cái quá trình chúng ta thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta thì chúng ta có tiền hay không có tiền, có dòng tiền vào hay không có dòng tiền vào, làm sao để có thể gia tăng được dòng tiền vào và thể làm sao giảm tối thiểu cái dòng tiền ra để doanh nghiệp chúng ta có tiền. Bởi vì tiền mặt nó là máu của doanh nghiệp, nếu như trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta không kiểm soát dòng tiền thì đến một cái lúc chúng ta không có tiền để chúng ta chi trả cho các cái hoạt động ở những kỳ tiếp theo, và khi đó chúng ta lâm vào một cái khủng hoảng về thiếu tiền, và đó cũng là một cái nguy cơ rất là rủi ro đối với bất kỳ một cái doanh nghiệp nào, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó cái lợi nhuận của chúng ta nó phải đi kèm với lại tiền tài chúng ta có, còn nếu như chúng ta chỉ tập trung vào lợi nhuận và chúng ta quên đi cái mục tiêu kiểm soát dòng tiền của chúng ta thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái tình trạng mất khả năng thanh toán đối với khoản nợ đấy nếu như chúng ta không có tiền. Thì trên đây là những chia sẻ của tôi về cái báo cáo kiểm soát dòng tiền, và với năm cái vai trò này thì giúp cho chúng ta biết được chính xác chúng ta cần phải làm gì với cái báo cáo kiểm soát dòng tiền sau khi chúng ta đã phân tích nó. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi chia sẻ tiếp theo.